Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Tam Nông vừa tổ chức hội nghị đối thoại tuyên truyền công tác bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng kỹ thuật mở rộng khu công nghiệp Trung Hà tại xã Dân Quyền. Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng kỹ thuật mở rộng khu công nghiệp Trung Hà qua địa bàn xã Dân Quyền có tổng diện tích trên 21 ha, 503 hộ dân trong diện thu hồi đất sản xuất nông nghiệp. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đã phê duyệt phương án bồi thường, triển khai thu hồi đất và chi trả xong tiền bồi thường hỗ trợ cho 478 hộ gia đình cá nhân. Tại hội nghị, các hộ dân kiến nghị một số nội dung liên quan tới đơn giá bồi thường, diện tích đất thu hồi. Tiếp thu giải đáp thỏa đáng các ý kiến kiến nghị của người dân, lãnh đạo huyện Tam Nông nhấn mạnh, đây là dự án do nhà nước thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc bồi thường hỗ trợ đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật khi nhà nước thu hồi đất người sử dụng đất có nghĩa vụ chấp hành nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao đất mong muốn các hộ dân đồng tình ủng hộ nghiêm túc chấp hành chủ trương của nhà nước để sớm hoàn thiện mặt bằng thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương